Hà Nội, đi ăn trộm xe máy nhưng quên không xem giờ. Cả team đang đi thì lần lượt các thành viên bị bố mẹ gọi về đi ngủ. Cuối cùng một cháu thoát được, còn 5 cháu bị bớ. Câu chuyện tưởng vô lý nhưng lại rất thuyết phục, kể về một nhóm huynh đệ tình thân đã thề sẽ cùng nhau chinh chiến dẫu khó khăn thử thách, nhưng cuối cùng phải chia tay nhau vì lý do bất ngờ. Hôm đó khoảng 8 giờ tối, hai thanh niên tên Đức và Toàn đều sinh năm 2007 đang ngồi chơi chém gió tại Circle K, địa chỉ 127 Trần Khát Trân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Lẽ ra là chúng ta chỉ nên chém gió xong rồi về đi ngủ thôi. Đúng. Nhưng không, cả hai bỗng nảy ra ý định đi cướp xe máy chỉ vì không có xe để đi. Nghĩ là làm, Toàn gọi thêm 3 người nữa gồm Huy, Đạt và Bảo, cùng sinh năm 2007. Lúc này, Đức cũng rủ thêm bạn của mình là Đăng, sinh năm 2006, tới nhập hội. Thế là cả nhóm 6 báo thủ mới chỉ 16-17 tuổi gặp nhau, bàn bạc việc đi cướp. Được, hào hán, hào hán. Đi được một lúc khoảng 30 phút, do không gặp ai, thì bất ngờ bố mẹ Bảo gọi điện thoại yêu cầu Bảo về đi ngủ, nên cả nhóm đành phải đưa Bảo về nhà. 5 người tiếp tục đi hai xe máy lòng vòng qua các tuyến đường để tìm con mồi. Sau đó, Toàn cũng bị gia đình gọi về. Toàn đã đưa gậy ba khúc cho Huy rồi biện diện chia tay. Nhóm 4 người còn lại điều khiển hai xe máy tiếp tục đi, thì lại đến Đăng được bố mẹ réo tên. Một lần nữa, cả team ngậm ngùi chia tay Đăng. Ba báo còn lại đi trên một xe máy dáng quay màu đen che biển kiểm soát để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2, trông thấy một đôi nam nữ đang chở nhau, các đối tượng đã xuống xe, đe dọa và cướp xe máy của hai người này. Kết quả, 5 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản. Chỉ có cháu đầu tiên lúc mà được bố mẹ gọi về là thoát mà thôi. Đúng là câu chuyện cảm lạnh. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment chia sẻ ngay với 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.